Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Cái nhà bà sắp bị nhà băng kéo rồi gì? Ôi trời ơi, việc ấy bà lo như kiểu lo bò trắng răng ấy. Ở Mỹ này gần 2 triệu cái nhà nó sắp lôi, chứ có phải mỗi nhà bà đâu mà lo. Gớm, nhà tôi nó cũng sắp lo, nó kéo mẹ nó rồi đây này. Nhưng mà nhờ tôi là thầy, tôi cao tay ấn nên tôi giữ được nhà. Hả? Không có gì. À, sao? Yên tâm đi, ngày mai cứ đến nhà tôi. Tôi vẽ cho một lá bùa, bà về bà dán trước cửa nhà bà. Nhà băng không bao giờ để đưa xe đến lôi nhà bà đi đâu. Nó đóng cái cọc, nó bán nhà cho người khác thôi. Không, nói thế đùa với bà chị cho vui ấy mà. Thế mà cứ đến nhà tôi đi nhá. Ừ, mang 300 đô. Cái gì? Gớm khổ, mỗi tháng bà phải trả tiền nhà hết 3.000 đô. Tôi thì giữ cái nhà cho bà, tôi lấy một lần có 300 đô mà. Đừng than với thần thánh nhá. Ừ, cứ thần thánh mà mình rộng rãi bao nhiêu thì thần thánh cho lại mình bấy nhiêu. Vâng, cứ thế đi nha. Nếu tốt hơn thì cứ mang 600 hoặc 900 nhá. Vâng, vâng, thôi chào bà chị. See you tomorrow. Chào thầy. Chào bà chị. Vâng. Dạ, dạ, chào thầy. Ôi, nghe thầy nói như vậy thì chắc bùa của thầy linh nghiệm lắm nhỉ. Thú thật với thầy, con không có tin. Nhưng mà mình sống ở Mỹ mà thầy. Không tin thì vác xác lên đây làm gì. Mình đi là mình phải có lòng tin. Bùa ngải cũng thế, thần thánh cũng thế. Mình phải tin. Vâng. Đấy, thờ thì dễ mà giữ lễ nó khó. Chị phải tin như thế thì mới được. Dạ. Tôi nói cho chị nghe, chị đừng có nói ở Mỹ mà người ta không tin bùa ngải đâu nhá. Sao thầy? Đây này, chị có thấy bao nhiêu người lính ra trận đi đánh ở Iraq đấy. Dạ vâng. Nó đeo cái nanh heo, đạn bắn không trúng. Ồ, thì ra là mình, nếu mà lính Mỹ họ đeo nanh heo thì đạn bắn không trúng phải không thầy? Chính xác là thế. Thế tại sao con thấy lính Mỹ chết cả 4.000 người trong cái trận mà Iraq á thầy? 4.000 người đấy nó chết là tại đạn bắn trúng đầu trúng tim, có trúng nanh heo đâu. Nanh heo là bùa mà. Ồ, thì ra là như vậy hả thầy? Ờ. Ôi, nhưng mà con, nhưng mà thầy ở Mỹ ấy, mình sống ở Mỹ, con nghĩ Mỹ, người Mỹ họ không có tin dị đoan. Này, tôi nói cho cô nghe nhá, cô đừng có nghĩ cái thế là cô sai lầm. Thật tình ấy, nhưng mà mới ngày hôm qua con có nghe người ta mách về thầy. À, trong lòng con thì cũng bán tính bán nghi, nhưng mà nghĩ thôi, cứ tới đại thầy xem cái thầy giúp được cái gì hay không. Yên tâm, cứ tới nơi là tôi giúp. Vâng. Nhưng tôi nói đây không phải là tôi tự bào chữa cho tôi là tôi hay, tôi giỏi. Dạ. Nhưng cái bùa ngải nó linh thiêng là thật sự. Ủa, bởi vì sao cô biết không? Sao, sao thầy? Đây này, ứng cử viên tổng thống đấy mà người ta còn phải dùng đến bùa ngải đấy. Ôi dồi ôi. Để người ta vận động tranh cử đấy cô ạ. Ôi dồi hay. Ứng cử viên tổng thống Mỹ mà còn phải kiếm bùa của thầy à? Đến nhờ tôi đấy. Thế chắc có phải là ông Obama không thầy? Obama chứ Obama, ở tiểu bang nào sang đấy? Dạ con ở New Orleans. Thảo nào cứ nói cái ốc là ố mà, cái kiểu thế. Nói về đây này, tôi nói cho cô nghe, cái đấy ông không dùng bùa mà ông dùng ngải nói. Ngài nói ông mới ra, ông nói chuyện, ông thu hút hồn người ta để người ta dồn phiếu cho ông ấy. Ồ, thế à thầy? Đây, còn cái này là trong cộng đồng Việt Nam. Ôi dồi, cộng đồng Việt Nam mình, sao thầy? Giấu kín lắm. Tôi là đây, cái chữ tận tâm, kết quả, uy tín, kín đáo là nằm hàng đầu tiên. Đếm từ dưới lên, kín đáo. Ồ, dạ vâng. Nhưng mà mình là uy tín. Đấy, dạ, dạ vâng. Mình phải giữ kín đáo cho người ta là bởi vì sao? Người ta làm như thế, người ta đâu có muốn ai biết. Ồ, đây rồi. Là cộng đồng Việt Nam nhé. Tôi kín đáo vô cùng, ngày hôm nay tôi mới nói cho cô biết đây này. Vâng, 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 vâng. Ngày hôm nay tôi mới nói cho cô biết, rồi vài triệu người sẽ biết sau này. Ủa, tại sao lại vài triệu người biết thầy? Mai mốt bằng đĩa nó ra thì biết. Đây này, cái người này nổi tiếng lắm nhá. Ông Nguyễn Ngọc Ngạn đấy. Ai, ai thầy? Ông Nguyễn Ngọc Ngạn, ông nhờ ngải nói của tôi mà ông làm MC mới thành công như thế. Ồ. Nói như thế thôi, cô có tin thì tin, cô không tin thì thôi, nhưng nên tin hay hay hơn. Thầy nói thế là ngải nói là có thật hả thầy? Có, tôi nói cho cô nghe, nhiều người người ta dùng ngải nói để người ta đi mượn tiền đấy. Có nhiều người biết là cho mượn không bao giờ nó giả, nhưng vẫn cho mượn. Đấy. Cũng may,
May là ngày hôm nay con tới gặp thầy, thầy nói cho con biết để con đề phòng. Nhưng mà thầy à, con muốn hỏi thầy ấy, bùa ấy, có linh nghiệm không thầy? Tự vì ấy, con có nghe người ta bảo rằng là có nhiều ông già Việt Kiều ấy, gần xuống lỗ rồi, hốt hết tiền của mang vào Việt Nam, bị con gái trong ấy nó dụ hết sạch, vì chúng nó xài bùa yêu phải không thầy? Tôi nói cho bà nghe, bùa yêu nó cũng như thuốc vai ra ấy. Bây giờ đấy, gặp cái mặt bà đấy thì mấy ông ấy còn dùng thuốc, là bà phải xài bùa thì mấy ông nó mới hấp dẫn được mấy ông ấy. Chứ còn về Việt Nam nhiều con nó trẻ đẹp cần chó thì phải dùng bùa. Thì con biết thân biết phận của con nên hôm nay con tới kiếm thầy. Con muốn xin thầy một đạo bùa yêu ấy, loại mà super cực mạnh ấy, để con giải quyết chuyện tình cảm của con. Yên tâm đi, trước khi tôi làm bùa cho ai, làm phép cho ai, tôi hay nhìn người lắm. Dạ. Nhìn mặt cô thì tôi phải dùng cái loại bùa mà super king size ấy. May ra còn quyến rũ được một thằng nó rốt rốt, hiểu không? Thầy. Chứ yên tâm, cái đấy thì tôi sẽ chọn cho cô, nhưng mà quyến rũ thằng nào đây? Dạ, thằng chồng của con. Ô, thế là thế nào? Thì thằng chồng của con ấy, nó chán con nên con muốn tới kiếm thầy để xin thầy một loại bùa cực mạnh để lôi nó về lại với con. Nó liên nó tự ly dị với cô à? Không, sự thật mà nói ấy thì con bỏ nó trước. Tự thằng chồng nó ngu lắm, nhưng mà không ngờ khi mà con đi với thằng khác, cái thằng này còn ngu hơn nó đấy, nên con muốn trở lại. Nhưng mà không ngờ khi con trở lại thì ấy, nó chán con rồi, mặt nó cứ lạnh như tiền ấy. Mẹ nó chưa đập vào mặt mày là may lắm rồi. Thầy, mày bỏ nó mày đi, đến lúc mày quay về nó còn bị đòi cái mặt nó nóng hả? Nó mà nóng lên nó còn vác búa nó đập cho vào đầu mày. Thầy, điên thì con để điên rồi. Nhưng mà hai đứa sống được bao lâu rồi? Dạ được 7 năm rồi thầy. 7 năm cơ? Vâng. Thế thằng này cũng thuộc hạng can đảm đấy. Thế bây giờ thế nào? Vâng, nên con muốn xin thầy ấy, một đạo bùa yêu để con kéo nó về lại với con. Ơi, thế thì cũng được. Nhưng mà thầy, thầy tính bao nhiêu tiền vậy thầy? Thần thánh thì không có nói đến tiền bạc nhá. Dạ. Tôi không thích nhắc đến tiền bạc. Ô, thế là thầy làm free phải không thầy? Free thì cũng không phải là free. Nói đúng ra thì thần thánh mình ăn cây nào mình phải rào cây đấy. Mà dạ muốn vâng. Làm rào thì phải bỏ tiền ra mà làm, có hiểu không? Dạ vâng. Cái gì bây giờ cứ molly thoát. Dạ. Thế bây giờ đấy cứ deposit cho tôi 500 đô đi. Ôi trời, thế cái gì mà tới 500 đô đắt thế? Thế mà tốn 500 đô thôi thả con khỏi yêu còn đỡ hơn thì thầy ơi. Hay cái cô này, hay nhỉ. Bây giờ cô bỏ cái 500 bạc, cô hốt về một thằng nó làm tôi mọi cho cô cả đời, còn sướng bỏ mẹ rồi còn gì. 500 đô mà còn chia đắt. Thôi thì thầy nói vậy thôi, con cũng xin nhờ thầy giúp con chuyến chứ còn thật. Đấy, tôi nói là tôi thương lắm mà tôi mới giúp đây. Tôi nghe cái chuyện này tôi cảm thấy tôi làm mà tôi áy náy với lương tâm. Thầy, không phải là áy náy với cô mà áy náy với thằng chồng thầy, cô ấy. Này thầy, đếm đi. Đủ nhá thầy. Con mới lấy ở ngân hàng về đấy. Không, tôi biết rồi, lấy ở ngân hàng tôi phải thử cho chắc ăn. Nếu nó giả một tờ lấy đâu ra tôi đắp vào cho thần thánh. Không phải tôi ăn đâu. Thế bây giờ diện mạo của chồng cô thế nào? Dạ, ba chén chè, ba ly nước. Ô, còn thừa một chỗ lại quỳ. Dạ, mặt nó tròn vằn vặn như cái mâm đấy thầy. Nó diễn tả mặt chồng nó mà nó ba ly nước, ba chén chè. Tôi tưởng cúng cái gì, ý là thằng chồng mặt tròn vành vạch cái gì. Dạ vâng. Rồi còn cái gì đặc biệt không? Dạ, còn một hạt đỗ đen quanh vành mồm. Hạt đỗ đen quanh vành mồm? Vâng. À, nó ruồi hả? Dạ vâng. Sao nó diễn tả cái này, mình coi trên ba di bai lai mình thấy giống như là thằng Chí Tài ấy nhỉ? Thầy nói con mới để ý. Nó có giống thằng này không?
Ôi giời ơi, thầy bói hoài quá, giống y như Khuân vậy thầy. Rồi, thế mới gọi là thầy hay. Vâng, vâng nhưng mà thầy cái này thì để vào đâu đây thầy? Bây giờ đem cái này về. Vâng. Đấy thì gấp lại bé bé thôi. Dạ. Để đeo nó. Vâng, mình đeo ở đâu vậy thầy? Có phải đeo trước ngực không thầy? Đeo vào hai cái quả núi đấy thì nó kẹp thần thánh cho chết à? Thầy. Thần thánh nắm mà lựa chỗ thoáng thoáng chứ. Cái nào nó cũng đẹp đẹp thế kia thì thần thánh có mà ngộp thở. Vâng. Thế này không có đeo ở đấy. Đeo ở đâu vậy thầy? Bây giờ phải đeo ở lưng quần. Vâng. Đấy, đeo ở trong lưng quần đấy. Vâng. Mà nhớ là tôi dặn nha, nếu không dạ. Quần ngải nó không linh là đừng có đi trách tôi. Dạ. Đeo như thế đó, đi tắm cũng không được tháo ra đâu. Ôi trời, nếu mà không tháo ra thì nó ướt hết thì sao? Vẫn rốt gì mà rốt lắm, thế lấy cái bọc ni lông ấy rồi khâu nó lại. Vâng vâng, vậy để con lấy. Nhớ này, vâng. Cái này dặn mới quan trọng. Dạ. Nhá. Cô về đấy, càng giảm tắm bớt thì càng tốt. Dạ vâng. Đấy. Dạ bao lâu mới được tắm thầy? Một tuần cũng được, còn nếu tốt hơn là 3 tháng không tắm. Đấy xong rồi đấy, lúc ăn là phải kiêng cử. Dạ. Không ăn được thịt. Vâng. Nhá, tất vâng. Cả các loại thịt không được ăn, chỉ ăn seafood thôi. Dạ vâng. Mà seafood là phải kiêng 4 thứ. Vâng. Là ngao, sò, ốc hết. Dạ vâng. Chỉ ăn là cua giang me, tôm hùm và ốc vòi voi. Chết bỏ mẹ rồi, mấy cái thứ này đắt tiền, có tiền đâu mà ăn những thứ đấy. Thần thánh nó ăn nhiều vào thì nó mới có sức khỏe, nó đi giúp cho cô chứ cái này. Này, nhưng mà kỵ cái này này nhá. Kỵ gì thầy? Nhớ là không ăn sò huyết, không ăn sò lông nhá. Dạ vâng. Mình đeo cái này nó kỵ cái đấy. Vâng, con nhớ rồi. Vậy là cấm tất cả các thứ, nhưng mà chỉ được ăn 3 món thôi là tôm hùm, cua giang me với lại ốc vòi voi. Ừ. Dạ vâng. Vậy thôi mày con đi về nhá. Để con làm cho bùa nó linh nghiệm nhá thầy. Ừ. Vậy con cảm ơn thầy nhá. Ừ, không có gì. Dạ vâng, con chào thầy. Vâng, vâng, chào cô. Ai đây nữa rồi? Alo. À bà chị à. À vâng, tôi nhớ rồi. À thì phải là cái cô mà hôm trước lên đây là xin tôi cái bùa về để chữa bệnh ung thư cho chồng không? Ừ, bệnh viện chạy hết chỉ đến tôi là đúng thôi. Ông ấy thế nào rồi? À, chết rồi à? Đấy là do bà. Tôi đưa cái bùa về tôi bảo là chồng bà phải đeo 3 tháng thì nó hết ung thư. Thế bây giờ mới có 2 tháng nó vật ngửa ra nó chết, có phải tôi đâu. Bà đổ thừa như thế không đúng. Cái gì nó rõ ràng. Bây giờ bà cứ bắt chồng bà sống cho đủ 3 tháng xem. Nếu mà nó chết á, sau 3 tháng mà nó chết tôi chịu trách nhiệm. Bây giờ mới 2 tháng nó chết là tại vì nó thích chết. Cái gì? Giả tiền lại á? Xin lỗi đi nhá. Chồng bà bệnh mấy năm rồi đi lên bệnh viện nó khám tới khám lui trả bao nhiêu tiền, bây giờ bà đến bà đòi nó được không? Vớ vẩn. Cúp đi. Cúp dài away. À chào anh. Dạ chào thầy. Dạ vâng. Thầy đây có phải là master thạch cao chuyên về bùa ngải không ạ? Yes. Dạ. Master thạch cao chuyên gia bùa ngải thưa em. Dạ. It's me. Dạ. Tại con hỏi về thầy, con biết là người Việt không có họ Thạch. Thầy có phải người Việt không vậy? Nhìn mặt này không người Việt người gì? Tôi là người Việt. Nhưng ngày xưa tôi tầm sư học đạo tận Nam Vang cơ. Dạ. Yeah. Thì sư phụ tôi là họ Thạch. Dạ. Yeah. Anh có biết cái dòng họ Thạch nó không xuất phát từ Việt Nam, mà nó xuất phát từ Ấn Độ. Anh có nhớ chuyện Thạch Sanh Lý Thông không? Dạ, yeah, dạ yeah, biết. Đấy, Thạch Sanh Lý Thông. Dạ. Yeah. Xong này á, thì Thạch Sanh mới sang bên Nam Vang. Dạ. Yeah. Rồi từ Nam Vang mới chuyển về đây mới có ông Thạch Sanh ở Việt Nam. Tôi cũng thế, tôi sang Nam Vang tôi tầm sư học đạo. Sư phụ tôi họ Thạch. Dạ. À, tôi lấy họ Thạch. Dạ. Dạ, sư phụ của thầy tên gì vậy thầy? À, sư phụ tôi là Thạch Sùng. Dạ. Tôi lấy tên Thạch Cao. Thạch Xanh, Thạch Sùng, Thạch Cao. Ủa sao thầy không lấy tên là Thạch Chè cho dễ nhớ? Vớ vẩn.
À mà thầy ơi, hồi nãy thầy nói ở Campuchia là nổi tiếng là có nhiều pháp sư chuyên về bùa ngải thư ếm á thầy. Ủa vậy hồi cái Khmer đỏ mà giết cả triệu người Miên á, sao không thấy ông thầy nào ra tay thư một vài thằng Khmer để cứu dân? Lúc đó nó còn chạy bỏ mẹ nó rồi, có ông nào tỉnh táo đâu mà. Thôi thì chuyện đấy chuyện của người ta, nói làm gì. Dạ dạ, dạ con biết rồi. À, vậy nói tóm lại, thầy là người Việt gốc cây. Ai ai dạ không, gốc Miên. Dạ dạ, cho con hỏi thăm sư phụ của thầy còn sống không ạ? Anh đừng nhắc đến sư phụ tôi. Sao? Mỗi lần nhắc đến sư phụ tôi muốn rơi cả nước mắt. Sao vậy sư thầy? Phụ tôi bây giờ quy ẩn rồi. Gác kiếm quy ẩn rồi? Kiếm đâu nữa mà gác. Sao vậy thầy? Ông ấy già lắm rồi, nghe mà đau lòng. Sao vậy thầy? Ông ấy năm nay cũng 70 rồi. Dạ. Ông mới thử làm cái bùa yêu đấy. Dạ. Rồi chính ông ấy đứng ra, ông ấy thử cho bản thân ông ấy. Mới dùng được 2 ngày, gái ở đâu nó tấp tới nườm nượp. Thế là trong vòng 1 tuần ông ấy ngồi xe lăn luôn. Yêu thế nào mà vật ngửa ra ngồi xe lăn. Thế bây giờ đang vào trong nursing home rồi. Rồi để từ nursing home ra funeral home cho nó tiện. Vậy tiếc quá. À, không biết là sao mà con cái chuyện con vậy phải có thầy cao tay ấn mới giải quyết được. Anh buồn cười, anh yên tâm, tôi học hết tất cả các phép màu của thầy tôi rồi. Dạ thầy. Tôi giúp anh được. Dạ. Dạ vậy thầy giúp cho con xin một đạo bùa yêu đi. Để cô gái phải không? Dạ. Nhìn mặt thế này là biết mày dê dữ lắm rồi. Dạ không có. Đang máu à? Không có. Con xin là để cho vợ con đừng có thương con nữa. Thế là bùa chống yêu. Dạ. Thế bây giờ để xem. Ây, thế vợ chồng thế nào? Nói cho tôi biết xem. Dạ chuyện nó vậy. Vợ con nó chê con trước. Cách đây 6 tháng nó bỏ nhà đi. Mấy ngày đầu thì con cũng nhớ nó lắm. Nhưng mà bây giờ con không nhớ nữa. Bây giờ con muốn xin một đạo bùa để cho nó đi luôn đi, đừng có quay lại. Đấy là bùa chống yêu. Làm bùa yêu thì nó rẻ, bùa chống yêu nó lại khác. Dạ. Bùa chống yêu thì thôi anh để bà giết cho tôi 600 đi. 600 mắc quá vậy thầy? Trời ơi, nếu mà mắc quá chắc con phải cắn răng nó lại vợ con quá. Tiếc làm gì, gớm khổ. Dạ thầy. Exactly. Dạ. Đây ngồi chờ tôi, nhanh thôi. Cái này đây bùa, bùa đây là yêu này, chống yêu thêm cái màu nó ảm đạm tí. Đấy. Yeah. Mình phải úp lên đây. Thế bây về giờ về đã cắt đôi ra. Yeah. Nhá, rồi đeo vào. Dạ đeo trước ngực hả thầy? Đeo vào lách ấy. Trời đất ơi, cái bùa gì mà phải mổ đeo lá lách ghê vậy thầy? Còn cái lách lại. Lâu lâu nó mới ngọng một tiếng mà nói nhanh là nó bị thế. Cái nách tôi dạ, nói dạ. Được nhưng mà nói chậm tôi nói được, nói nhanh cái lách đấy. Dạ. Bây giờ đây đeo vào đấy rồi chờ tôi tí. Dạ. Anh thì phải trì nó phải mạnh hơn thì mới được. Này đây đeo vào cổ. Về phải đeo cái đấy và đeo hai cái bùa và cái tỏi này suốt 3 tháng không cần tắm rửa. Đấy. Mà nếu mà có tắm ấy thì không ta phải tắm bằng nước nha, không được tắm bằng nước. Tắm bằng gì thầy? Tắm bằng giấm. Hả? Tắm vị chua loét sao chịu nổi thầy? Mẹ như thế mà còn cãi cái gì nữa. Bây giờ tắm thì tắm bằng giấm, đeo tỏi như thế. Mấy ngày không tắm, cả năm không tắm đi. Con nào nó dám đến gần. Chưa gì đã anh thấy linh nghiệm rồi, thấy chưa? Ôi thầy ơi thầy, thầy ơi thầy, thầy ơi thầy. Hồi nãy ấy, thầy dặn con là đeo cái lá bùa này ở lưng quần. Nhưng mà không biết là đeo cạn hay đeo sâu vậy thầy? Bà phải vận dụng trí óc, bà đeo như thế nào mà nó không nhột nhạt cho bà và không kẹp thần thánh là được rồi. Dạ
Dạ vâng. Anh Giai xong rồi, anh Giai. Ôi ôi rồi, sao mà nhìn thấy quen thế? Anh làm gì ở đây? Hèn chi em chạy về nhà, em không thấy anh ở nhà. Anh làm gì lại đây? Ô, hóa ra hai người biết nhau à? Dạ không, chồng con đấy thầy. Câu này á, tôi hỏi bà đúng hơn á. Bà tới đây kiếm thầy Thạch Cao làm gì hả? Bà tới trước tôi nữa mà. Thì thầy Thạch Cao là chuyên trị về ở bùa ngải. Về thầy, thì em tới em kiếm thầy để thầy cho em cái lá bùa yêu để cho vợ chồng mình sống với nhau trọn đời tới ngày răng long tóc bạc. Thầy ơi, kẹp trong nách rồi sao nó bùa chưa ứng nghiệm? Nó còn thương con kìa. Mày kẹp vào nách mày phải chờ nó lên cái độ nóng rồi thần thánh mới thức giấc chứ. Mày mới mà kẹp xong rồi linh nghiệm ngay là sao được. Anh ơi, hay nhà mình còn nhiều tỏi lắm mà sao anh mua tỏi lắm thế này để làm gì đây? Trời ơi, thương vợ lắm, gớm khổ thương vợ. Bảo vợ con thích ăn nem, con phải mua thêm tỏi về cho vợ con ăn nem, gớm thương chưa chứ lì. Trời ơi anh ơi, trời vậy em đâu có ngờ là anh thương em như thế vậy. Thôi, sự thật mà nói trả cho thầy 500 đô thì cũng tiếc lắm. Nhưng mà nhờ 500 đô mà vợ chồng mình thương nhau vậy, thôi con cảm ơn thầy nha. Xin đóng lên, tôi chưa ăn hiểu kiếm. Trả được con 600 đô á. Không thôi tôi trở lại Thạch Cao thành Thạch Vũ á. Thôi. Tiền vào túi tôi thì đời nào tôi giả lại. Xin lỗi các người, vì các người chỉ cần nhìn cái tận tâm uy tín mà để một chữ thù lù thế này mà nó không thấy. No refund, no exchange. Cần cho gì phải dùng bùa, bùa là tôi đây này. Uống ba tất lưỡi thôi, đấy, đã dụ được 1,000 mốt. Thế là trong vòng một tháng nay mình vẫn không sợ nhà băng đến kéo nhà. Đấy là cái bùa hay nhất của tôi đây. Bùa đây này à. Tới nơi rồi đó sếp ơi. À mà sếp. Ủa? Ông đi đâu rồi ta? Sếp ơi, lúc nào cũng chậm chạp lề mề, vậy mà cứ kêu đi làm từ thiện hoài. Mà tưởng làm cái gì? Cứ đem ba cái đồ cũ không mặc nữa đi cho từ thiện, rồi chụp hình bó lên Facebook phô trương. Làm từ thiện mà không có tâm gì làm cái gì? Cái thứ gì đâu á. Cái gì mày? Ê, dạ. Mày nào? Dạ. Mày mới chửi ai vậy? Dạ xin lỗi sếp. Dạ em coi trên mạng chứ em đâu có dám chửi sếp. Coi chừng đó nha. Dạ. Tới nơi hẹn là phải không? Dạ đúng rồi sếp. Tại chỗ này nè. Hẹn hò gì cái chỗ mà sông nước cây cối tùm như vậy hả? Dạ. Đứng sếp đây hả? Cái gì? Sếp không nhớ chỗ này hả sếp? Sao? Lúc trước công ty của mình từng hút cát ở đây mới gây ra hiện tượng sạt lở đó sếp. Hút cát gây ra sạt lở? Dạ. Có đúng như vậy không? Dạ đúng. Công ty của mình từng hút cát mới gây ra hiện tượng sạt lở. Sao mày không la cho cả xóm mình nghe luôn đi hả? Dạ. Kính thưa bà con, lúc trước công ty của tôi từng hút cát ở đây mới gây ra hiện tượng sạt lở. Mày im đi mày. Ây da, ây da. Mày chết cái gì? Dạ. Sao mày la lớn cái gì? Em nghe lời sếp mà. Bây giờ tao bốc cát đưa mẹ mày cũng ăn hả? Dạ ăn cho sếp. Cát là chuyện nhỏ. Bây giờ á là đá, xi măng, sắt, thép người ta còn ăn được mà. Nó chỉ cát. Ờ. Mà cũng nhờ móc cát lậu á, gia đình của sếp mới có được ngày hôm nay đó. Mày thì mày im cái miệng mày. Mày đúng là cái thứ mà đầu óc cu si mà tứ chi phát triển. Bực mình. Bây giờ đứng đây hẹn rồi chuỗi đất có sạt lở. Chết không? Không có, sếp yên tâm. Trước khi nó sạt lở á là nó phải lở đất trước, xong nó mới sạt lở sau. Trời ơi. Nó sạt lở rồi, đang sạt lở. Sạt lở mày ơi. Sếp bị sao chứ? Không sao. Dạ. Tôi ôm được cái cọc rồi. Cái chân của người ta. Cọc ông nội ông chứ cọc. Do người ta. Ủa? Không phải sạt lở hả? Dạ không, biến sát đánh đó. Trời ơi, hết hồn. Hết hồn. Ai đây? Ai đây? Hả? Dạ.
đây là ông tổ trưởng. À, còn đây là sếp của tôi. Ồ, sếp. Ồ, hey. Cái gì vậy ông? Tôi chào, đàn em tôi nó kêu chào vậy đó. À, chào cũng lạ quá. Ê, ra ngoài kiếm cái ghế hai cái vô cho tao, ông ngồi nói chuyện coi. Dạ. Đi lẹ lên. Sếp chờ một chút. Chào ông tổ trưởng. Bonjour madame. Madame là đàn bà, tôi là đàn ông phải kêu bằng monsieur. Monsieur hả? Monsieur đó. Tôi hồi xưa tôi học tiếng Pháp á, chia vẹt bờ động từ đực cái tôi quơ vô một đũa tôi chơi luôn à. Đừng có thắc mắc ông nội ơi, hiểu không? Tôi thấy ông hơi là lạ rồi đó. Lạ hả? Hèn gì ông xuất hiện sau cái tiếng sét đánh. Tại sao vậy? Ông hỏi tôi phải trả lời thôi. Sao? Cái vùng này á, hồi xưa tới bây giờ, cái mùa này không bao giờ có cái vụ mà sét đánh. Ừ. Tôi nghĩ chắc có thằng mất dạy nào làm chuyện độc ác nè. Nó trốn ở đâu đây nè, ông trời ông canh me ông quất nó mà chưa chết á. Ông là người mới tới đây phải không? Đúng rồi, tôi mới tới. Ông chửi tôi đó hả? Không có, trời ơi làm sao tôi chửi ông được. Ông là làm từ thiện làm sao chửi được. Ở cho đây đem ghế vô đây coi. Trời ơi cái gì mà lâu quá trời quá đất vậy. Đem ghế. Quách mày. Cái gì vậy? Ông làm gì vậy? Tôi hỏi ông làm gì đó. Tôi làm trưởng ấp. Tôi làm tiểu trưởng. Cái gì này sếp? Sếp làm tôi hết hồn. Ngồi xuống đây sếp. Xích đạo. Ngồi xuống đi. Dạ. Này. Vậy mày chắc cha tao à? Ông lớn chơi kì ông nội. Tao chơi kì vậy? Giờ ông đây coi có bao nhiêu thằng lớn. Ở đây có hai thằng lớn, còn thằng này nhỏ. Trời đất ơi. Ê mày đừng có hổn như mày. Hai thằng nào lớn? Ăn nói không có biết chừng biết mực gì hết. Đi qua bên kia đi. Đi nói chuyện. Đi qua bên kia. Đi. Đi. Nhìn mặt ông là tôi quế quế rồi đó nha. Quế quế gì mày? Mày làm gì mày quế quế? Mày quế tao cái gì? Hả? Thôi được. Để rồi. Tao cái ghế không? Hả? Cho mày không còn chảy đầu được nha mày. Thôi được rồi. Ừ. Để xuống đây. Thấy ghét rồi. Đây nè. Nhìn gì? Nhìn gì? Thôi gì đâu. Đi đâu kia mày? Thì vô đi. Đúng rồi. Phải vậy mới được. Tôi nói cho ông biết á. Tôi nể mặt sếp tôi thôi nha. Thôi đất ơi. Ngồi ơi. Trời ơi. Nó vuốt đầu thôi mà ông làm cái gì không biết. Nó vuốt đầu hả? Bộ con cho nó hiền lắm. Hiền nội tôi chứ hiền. Ngồi làm đi. Từ thiện mà muốn ăn tươi nuốt sống tôi à. Tôi đâu có hung dữ đâu. Nãy giờ ông thấy tôi có hung dữ không? À. Ngồi đi. Ngồi hả không? Ừ. Merci madame. Nữa. Mong sư. Thôi có mong cái sự gì tôi madame cho nó sạch sẽ. Hiểu không? Rồi bây giờ vô vấn đề. Bữa nay tôi nói cho quý anh biết, tôi chọn một cái khu vực vắng vẻ như vậy nè. Tôi mời hai người tới. Để hai người có thể thực hiện cái dục vọng của mình. Cái gì vậy? Ông ăn nói cái gì vậy? Tôi là người đàng hoàng tử tế nha. I'm sorry. Tôi xin lỗi. Nguyện vọng từ thiện của mình. Tôi nói cho ông nghe khổ lắm. Làm tổ trưởng phải ăn nói lưu loát, ngôn từ cũng giống như ngôn tình, hiểu không? Mà tôi thì tôi nói không có được như vậy. Không? Cho nên là từ ngữ không có được suôn sẻ. Thôi bây giờ vậy nè ha. Tôi sẽ giới thiệu cho ông một số phần tử mà cơ nhở ở đây. Đâu có nói phần tử. Chứ nói gì? Nó là thành phần. Hiểu chưa? Thành phần là ông nói sai đó. Sao? Mình phải nói là hoàn cảnh cơ nhở. Thành phần gì? Thành phần gì? Ông học lớp mấy là thành phần gì? Hả? Ông nói mà không biết mắc cỡ với cái mục rùi của ông. Mệt quá à. Liên quan cái mục rùi của tôi. Trời đất ơi, nó nhảy lên nhảy xuống hoài. Mệt quá trời ơi. Nói chuyện với ông thì tôi rối thiệt đó nha. Rối gì mà rối? Ông, tôi là, ông là tổ trưởng ai bầu cho ông? Hả? Hả? Không có quân nào bầu hết á. Mấy đứa kêu là băng nhóm nó bầu. Cái gì? Nữa. Băng nhóm hả? Không lỡ bà con cô bác bầu. Hiểu không? Nói gì? Khổ lắm chứ đâu có sung sướng gì đâu. Nè. Sao? Trước khi làm tổ trưởng ông làm nghề gì? Ông hỏi nhân thân tôi phải không? Ừ. Tôi cũng tình thiệt tôi nói ông. Trước khi mà tôi làm được tổ trưởng uy tín tôi tràn trề. Tôi làm ở bên trung tâm truyền máu huyết học đó. Ồ, vậy là làm bác sĩ. Làm bệnh viện nào vậy ông? Bệnh viện con khỉ khô. Nói cho nó văn minh vậy thôi. Chứ tôi làm ở thục thập huyết heo là heo chính hưng ông nào. Trời đất ơi. Ông thập huyết heo mà ông nói trung tâm truyền máu đi học. Trời đất ơi. Thấy cha này cha ngu nữa không? Ngu gì? Trung tâm truyền máu huyết học là tôi nói theo ngôn tình, văn tình, hiểu không? Cho người ta thấy mình là con người biết có văn chương. Chứ thật sự thọc huyết heo máu nó xịt ra rồi bưng cái thao đó đem đưa cho mấy bà bán cháo huyết, có phải là truyền máu không? Mệt ghê, nói chuyện mắc cỡ với cái mục rùi ổng. Thôi!
đụng chạm đây nha. À, xin lỗi. À, tôi nói ông nghe, thọc quyết heo và cái nghề sát sinh mà, tôi thọc một thời gian tôi cảm thấy khó khăn quá, tôi thấy có tội với lại ông bà tổ tiên, tôi không thọc nữa, mà tôi nghe lời động viên của anh em, tôi lên đường đi cầm súng. Ông đi lính hả? Không có đi lính. Chứ làm gì? Tôi đi cướp. Cướp có vũ khí hả? Thì cướp là phải có vũ khí. À, đứng lại, đưa tay lên. Mi đã lọt vô ổ phục kích này rồi. Có bao nhiêu tiền vàng đưa ra đây. Không đưa. Hum. Chết không? Tôi có chết. Bởi vậy súng giả mà làm sao chết được. Đi cướp bằng súng giả mà ở tù 2 năm đó cha nội ơi. Cái gì kỳ vậy? Cướp bằng súng giả mà ở tù 2 năm. Cướp cái gì? Hột xoan hả? Never. Vàng? Never. Thế cướp cái gì? Cướp gỗ bánh mì. Dù đi. Có ổ bánh mì mà bị ở tù 2 năm. Ổ bánh mì luật pháp nghiêm minh. Mình dùng súng mình uy hiếp quốc ổ bánh mì thì giờ phải vô tổng gửi lịch 2 năm. Đó ổ bánh mì còn nhỏ nha, 2 năm nha. Ông cướp cái lớn coi chừng múc chỉ cà tha gửi lịch mãn đời luôn đó. Là sao? Thôi đừng có hỏi cái vụ nữa. Kiếm luật sư hỏi thì mệt quá. Thiệt á. Trời đất ơi. Mà tôi nói ông nghe. Sao? Bữa nay tôi tới đây là làm từ thiện ha. Trời. Tôi không có rảnh mà nghe ông kể ba cái chuyện quá khứ trinh tham xuống ống của ông. Thấy chưa? Tôi cũng đâu có rảnh. Tôi đâu có rảnh. Ông không rảnh sao ông hỏi tôi? Cái gì? Ông hỏi tôi mới trả lời. Với mắt cha gì tôi hỏi tôi trả lời. Ông trả lời tôi làm chi tôi mới hỏi tiếp. Ông nói là ông có mắc cỡ với một rùi ông không? Tôi không có giỡn với ông nha. Giỡn gì? Bây giờ nè. Ông ngoài xe đó, tôi rất nhiều đồ làm từ thiện. Biết. Ông kêu ai nghèo khổ thì tôi làm cho lẹ lẹ tôi đi về nữa, tôi bận lắm. Ở đây biết bao nhiêu phần tử nghèo khổ, ông dòm đi. Cái khu vực sông này nè, trời đất quỷ thần ơi, hồi xưa bình an vô sự. Từ ngày cái quân mất dạy hút cát trên sông, nó hút cát lậu, ông nội nó hút, hồi xưa nó lấy cái sáng cạp nó mút, bây giờ nó lấy cái ống ba lớn rồi nó hút. Bây giờ Hà Bá Thủy Thề còn dọn đi chỗ khác ở rồi đó. Tôi yêu cầu ông đừng có nhắc tới ba cái chuyện này nữa không? Mấy mất dạy hút cát lậu mà không chữ hả? Tôi nghĩ bây giờ nó biết dạy rồi đó nha. Thằng nào đâu biết dạy. Ông lo cái chụp nhiệm vụ ông đi nha. Rồi. Kiếm ai nghèo khổ tới đây cho tôi. Rồi tôi sẽ đưa cho ông một phần tử mà ông dòm, ông rớt nước mắt liền. Một rùi sẽ chạy đi chỗ khác không còn ở trên mặt ông nữa. Trời ơi, bà Thủy ơi, bà Thủy. Tôi lại bà Thủy ơi, bà hẹn 7 giờ mà sao giờ này bà trâu ở chỗ nào bà Thủy ơi. Tôi lại bà. Ê, gì? Ông giỡn mặt hả? Giỡn gì? Kêu Hà Bá làm gì? Hà Bá nào? Ông mới kêu bà Thủy. Tôi đã nói Hà Bá đi định cư chỗ khác, chỗ này ông nội cũng Hà Bá ở cũng được nữa. Bây giờ còn có bà Thủy. Bà Thủy là bà Tạ Thu Thủy. Hiểu không? Nhà bà ở đây, đất bà ở đây. Có quân hút cát mất dài hút cát. Thôi được rồi. Nói hoài. Dạ. Nghe rồi. Bây giờ sạt lỡ rồi, giờ bà ở trên cái ghe nè. Bà Thủy ơi, bà tới chưa bà Thủy? Trời ơi. Tôi tới rồi nè. Đó, Thủy tới rồi kìa. Đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Bà Thủy. Bà Thủy đó cũng hút rác mất dạy đó bà. Chào. Dạ chào bà. Ê, dạ. Sao nhìn mặt cái cậu này quen dữ không? Quen không? Quen. Tôi quen hồi nãy giờ tôi nhìn mà tôi không thèm nói. Ông nội này ông quảng cáo cái thuốc gì trên truyền hình mà của Nhật Bản trị bệnh ung thư đó. Sugoi Fukada. Đúng rồi, cái thuốc đó đó mà có bộ đồ vest đen mặc hoài, có cái gì cũng mặc bộ đồ vest này không. Vậy đi cha. Hả? Tôi có thay áo sơ mi ở trong mà. Bà Thủy. Bà thấy tôi cũng đúng. Tại vì tôi hay lên báo chí là truyền hình lắm. Tôi hay làm từ thiện đó mà. Phải. Mời bà ngồi. Xích đạo, xích đại. Ừ. Ma măng xích đạo. Bà ơi. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi? 86. 86 tuổi. Bà đi tới đây với ai vậy? Đi một mình anh hả? Ủa chồng con đâu? Chết hết rồi. Ủa tại sao vậy? Hả? Tại sao chết? Hồi xưa nhà ở đây nè, có mấy công đất với cái nhà ở đây. Dạ. Rồi bị sạt lở chết hết rồi. Thì cái quân mất dạy hút cát lậu đó. Được rồi. Cái bữa đó đó là tôi đi họp đặng gửi tiền cứu trợ lũ lụt. Rồi 9 giờ đêm mà tôi về tới nơi tôi thấy không còn nhà cửa gì hết, đất đai nó cũng không còn. Tôi quảng hồn quảng vía, tôi kêu ông ơi. Xong tôi nghe tiếng chồng tôi dưới sông, tôi soi cái đèn pin xuống thấy ông ôm cái tủ lạnh nằm dưới.
Ủa sao ôm tủ lạnh vậy bà? Thì nó sạc mà, nó sạc lỡ rồi ôm được cái gì ôm, miệng sống thôi. À, thì cũng không ai cứu hả? Ai đâu cứu, nó sụp nguyên một xóm, ai cứu ai. À. Đó, rồi một năm sau ông buồn, ông thất chí, ông chết rồi. Ông nghiệp lắm. Chắc có lẽ là ông thất chí, ông buồn cho nên ông mới tự tử phải không bà? Ông bị cúm gà. Gì chốc quốc vậy? Ông thất chí, ông buồn bị mất của mà. À. Buồn quá, rồi cái bắt đầu sinh tật đi nhậu. Nhậu xong bữa đó nhậu sao nó làm cái mồi nhậu đó, trúng con gà bị cúm, cúm gà chết queo rồi. Bữa đó có rủ con cha này đi nè. Đúng rồi. Mà bị bữa đó ổng mắc dẫn đàn em đi quýnh lộn. Trời đất ơi. Cho nên không đi chứ ông thôi giờ không phải ôm tủ lạnh như chồng tôi mà ôm cái tủ thờ luôn rồi. Đúng rồi. Nói chung đầu dây mối nhợ cũng tại cái quân bờ hút cát đó. Bà Thủy. Tôi thấy hoàn cảnh của bà rất là nghèo khó. Dạ. Bây giờ tôi tính như vậy. Tôi sẽ thay mặt công ty tôi tặng cho bà một miếng đất. Ngang 1 mét. Dài 2 mét. Dạ. Đất kỳ lạ hả? Đất đâu mà kỳ của bà, ngang mét dài 2 mét, ở khu nào? À, cái đó là ở trong khu Nghĩa Trang, công ty mới thành lập đó mà. Trời đất ơi, bà bị cái quân bất dạy khốn kiếp hút cát lậu nó làm tan già nát cửa bà, bây giờ ông trù cho bà chết luôn hả? Không phải, nó có lý do mà. Hồi xưa đó, tôi kinh doanh ở dưới nước á, thấy ác quá cho nên tôi mới nhào lên bờ tôi làm kinh doanh cái đó. Đúng rồi, yeah. Trên đời này có 2 cái nghề mà độc ác nhất là nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá, mà cái thứ hút cát mất dài á, này, 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 là hà bá đâm hả? Ông nói ai đâm? Hả? Đâm ai? Hả? Hà bá đâm. Ông đâm thì có. Đi tôi đâm, đâm gì? Hồi nãy giờ ông nói chuyện ông đâm thọt tôi đó. Đâm thọt cái gì? Ông đâm. Bà, bà gì? Hả? Ông là cái thứ đồ cái thứ vô duyên có một rùi thấy phát ghét. Bà im đi. Rồi sao? Rồi sao? Tôi đâm ông mới đừng nói. Tôi đâm ông á. Ông đâm à? Đâm ông, đâm ông. Đây 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 đâm tôi đi, đâm tôi đi. À, từ ngày chồng chết giờ không ai đâm. Mấy hai người ngồi, tôi ngồi ở giữa đây tôi già rồi. Hai thằng đâm qua đâm lại xong đâm mẹ tôi chết cho rồi đi. Không có, không có đâu bà ơi. Tại cái ông này ông nói năng gì đó mà hồ đồ. Hồ đồ ông nội ông chứ hồ đồ. Chứ tự nhiên bây giờ tôi cũng không cần chết, thấy không? Chưa gì hết để cho tôi cái quyệt làm gì. Tôi không lấy. Nghĩ sao mà cho bề ngang 1 thước, bề dài 2 thước. Thôi được rồi, đó là cái sơ ý của tôi. Xin lỗi. Bây giờ bù lại tôi sẽ cho bà một miếng đất ngang 5 mét. Dài 20 mét. Tôi xây nhà cho nó cho bà ở luôn. Ôi trời ơi, cảm ơn anh. Dạ, nhiều quá, ta được cái nhà rồi. Được cái nhà, cái gì qua đây giùm tôi. Cái gì vậy? Ông sơ mà người ta lớn tuổi. Thôi cái gì để người ta làm việc, tôi là tổ trưởng. Nè, tôi nói cho bà Thủy biết. Cái chuyện mà nhận ngày kia là phải qua xác của tôi tổ trưởng, hiểu chưa? Đâu, 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 cho nhà tôi. Để tôi tính. Nè, bây giờ tôi nói cho ông nghe, ông làm từ thiện phải đúng nơi đúng chỗ, thấy không? Thì vậy đúng quá rồi, chứ còn gì nữa. Đúng đâu mà đúng. Ông nói không biết mắc cỡ với một rùi ông hả? Nè, ông nói một rùi nữa tôi giả tét mày nữa nha. Sao tôi không nói một rùi nữa mà tôi nói ve chó được không? Bỏ đi mà. Bỏ. Tập trung vào chuyên môn. Rồi, rồi, ok. Giờ cái chuyện nhà, giải quyết cái chuyện nhà đó. Rồi, nó làm vậy. Xóm này ai cũng tan thương hết, ai cũng bị sạt lỡ. Có người không có nhà, bả có cái ghe mà ông cho bả cái nhà vậy là bất công. Cái nhà đó không được cho bả là cả xóm này vậy giặt, mà tôi là lãnh trách nhiệm đâu, biết chưa? Mắc mới gì ông lãnh trách nhiệm? Trời đất ơi, cho phải công bằng. Bà có cái ghe làm gì cho được nhà? Tiêu chuẩn là có ghe rồi, bây giờ chờ tôi dỡ sổ ra. Cũng sổ rồi tôi coi có ai mà hợp lý đúng tình hình thì tôi đưa cho ông. Coi. Ai đưa coi. Đây nè, ông bé Ba nè. Đây nè, ông bé Ba là một trong những phần tử neo đơn nè. Khổ sở lắm nè. Trời ơi, ông bé Ba này, vợ chồng của nó, tôi nói thiệt, tôi nói hoàn cảnh đó, ông nghe là ông rớt nước mắt luôn. Sao vậy? Trời ơi, vợ chồng nó chí thú làm ăn mà nó nghèo rớt mồng tơi ông ơi. Tầm bậy, chí thú làm ăn mà nghèo rớt mồng tơi. Đúng rồi, ông nói vậy là đúng. Đây nè, có bà chú em mới vừa tới không có biết đâu, vợ chồng nó chí thú làm ăn lắm. Nó làm ăn gì bà? Anh biết ông nó đi mượn tiền bà con hàng xóm nè ha. Dạ. Rồi nó cầm cái nhà của nó nè ha. Rồi nó cầm từ đường gia đình nó. Đúng rồi. Nó lo mần ăn. Nó mần ăn cái gì bà? Nhưng mà thiên không thời, địa không lợi, nhân không hòa, cho nên nó mới thất bại.
Sao thất bại? Nó thầu đề đó. Cái gì? Nó thầu đề với lại thầu đá banh. Trời đất. Trời ơi, ta nói trong vòng một ngày nha, sau 4:30 nó ra 4 con xỉu chủ. Rồi sau 2:00 nó đá vô 2 trái, 2 vợ chồng trắng tay. Cái gì mà vỗ mông tôi hình thạch vậy? Cái vụ đó ai kêu bà nói? Ủa thì cháu ruột ông mà. Ủa cái gì? Cháu kêu ông bằng chú ruột. À thì ra là ông móc người nhà để lấy những cái đồ từ thiện của tôi hả? Móc hầu nào? Ông làm cái gì vậy? Tôi chưa lấy được miếng nào mà chửi người ta là sao? Dẹp. Bỏ qua cái chuyện đó. Rồi à. Ở cái nhà bà đừng có lo. Nếu mà tôi đứng trước đây mà tôi làm cái chuyện này giao nhà cho bà, ông này ông sẽ ganh tị, hiểu chưa? Bây giờ tôi tặng bà món quà thực tế hơn. Sai liền. Sờ xây nhà nó lâu lắm. Phương, hay không? Để ông hoài vô. Nóng dầu mà. Dạ sếp. Rốt cuộc không bên nào được ăn hết trơn rồi. Ông dài. À tại bà nó mặc hay tùm lum mới không được hay chưa? Cái gì tự nhiên ông cho. Trời có quà, có ơi quà. Mày đập tạ cho cố vô mà đẩy không nổi. Nặng lắm sếp ơi. Đây. Ôi ôi cái gì bự chán hả trời. Cái này cái quà gì này của tôi mà. Của tôi. Thì tôi hỏi thôi mà. Cái này cái gì hả? Cái hòm ông lấy không? Tôi chở tới nhà cho ông luôn. Thôi cái này đưa bà muốn nhận gì bà nhận, khỏi coi sổ. Rồi để qua kia. Ông lấy đi. Thôi, tôi còn yêu đời lắm. Bà vài bữa. Thôi để đây được rồi. Xây qua sếp. Xây qua bên kia. Mày cái gì mà yêu vậy? Cái gì vậy? Đây. Cái trang thờ hả? Mày. Không phải, từ từ rồi bà biết. Mở. Đây là cái ghế massage. Tôi sẽ tặng cho bà. Bà đem xuống ghe. Bà treo mệt, bà sẽ leo lên ghế này. Nó sẽ làm phục hồi sức khỏe bà. Chờ tôi chút. Thì sao? Bà đi đâu vậy bà? Đi đo cái ghe. Thôi không cần đâu bà ơi. Tôi thấy như vậy nè. Cái ghế này thì bà đem xuống ghe bà để không có được đâu. Trời ơi, bà để là chỗ nào bà nằm? Khoan. Ông bình tĩnh. Hãy tìm hiểu qua xuất xứ này. Cái này là cái gì? Đây là ghế massage Luraco, duy nhất sản xuất tại Hoa Kỳ và là ghế vật lý trị liệu số 1 thế giới. Ôi trời đất ơi. Đau chân, bị đau chân dữ lắm. Đúng. Mà cái ghế này đặc biệt là cái gì? Là chỉ duy nhất phục vụ cho các quân nhân Hoa Kỳ và đã đoạt được, giành được nhiều giải thưởng danh dự. Tôi xin tặng bạn. À, vậy được. Nó nghe cái gì vậy? Trời đất ơi, bà lấy cái ghế này không có được đâu. Sao vậy? Tôi hỏi bà đem cái ghế này xài điện nghe không? Bà đem xuống ghe bà để đó. Bà chạy tới đâu rồi trụ điện cắm tới đó hả bà? Không lẽ cắm vô cái lỗ mũi bà mà chà xài? Ông em mời mốt nhiệt điện nó mở ra nhiều xài được chứ. Nhiệt điện thì ô nhiễm chứ xài. Thôi để tôi. Để tôi. Bây giờ vậy tôi là tổ trưởng ha. Cho nên để tôi thử, nếu có gì tôi hy sinh ha. Còn tổ viên của tôi phải thương tổ viên của tôi. Cầm công sở tôi lên tôi thử coi. Ông muốn thử hả? Muốn thử. À được. Phương. Dạ. Rồi. Nhấn nút cái coi nó ra làm sao, nó mát xa làm sao. Thử thôi nha. Ừ. Bấm chưa? Rồi. On off chưa? Rồi. Ông thấy sao? Cái gì ông nội? Ông ngủ ghê. Mày bấm cái nút gì mà ông ghê dữ vậy? Bấm nút khởi động. Yên đi em đi. Dạ. Ông xạo đi chạy nội. Gì vậy? Ghê là chưa cắm điện mà lấy gì lên. Tôi thử ăn thôi. Vậy. Thấy chưa? Nè bà Phương. Cái ghế này sao trông nguyên quen vậy mày? Dạ. Cái ghế này á là của cô chủ đó. Cái gì? Của cô chủ á, muốn mua cái ghế mới nó nhiều chức năng hơn. Mà cái ghế này á, xài bền quá, nó không có hư. À nói rồi, cái ghế này Luraco này nó bền lắm à. Xài lâu à. Nó không có bị hư. Cho tôi thử một cái nữa coi. Tao thử hoài. Ông khỏi thử, ông thử, ông đứng cứ ố về khó chịu thế mẹ. Bây giờ tôi nói ông anh nghe. Biết cái này là nó sẽ giúp cho tôi có sức khỏe, nhưng mà đem xuống dưới ghe không có chỗ để. Bây giờ ghe tôi không có nhà, có cửa, bao nhiêu đồ tôi để hết ở dưới ghe đó. Rồi còn mấy chục cái bằng gia đình văn hóa nữa. Bằng gì? Mỗi gia đình ta có bằng. Bà làm gì mấy chục bằng? Bà nói quá bà Thủy ơi. Tôi không có nhà, tôi sống trên ghe.
Tôi chèo trèo ghe tới đâu mà tôi tấp vô cái tới đó, cái hệ nó phát bằng cái nó phát tôi một cái. Cái tôi đi tới chỗ khác tôi đậu cái nó phát cái nữa. Nó phát riết mà 20 cái, 20 mấy cái. Mà có cái bằng này tôi không hiểu nè. Bằng gì? Cái bằng gì mà Tiên Dương gia đình mà 5 năm không tổ chức quýnh lộn. Cái bằng gì la dữ. Thì bà ở con mình bà đâu có quýnh lộn với ai đâu. Đúng rồi. Lãnh cái bằng đó là phải rồi. Nhưng mà tôi nói vậy nè. Sao? Cái ghế này nếu mà cho bả là tôi thấy sái nữa rồi đó. Tại sao sái? Sái, sái. Quá hợp lý như vậy là sái. Ông không có biết, ông không có ở trong cái tổ này, ông không có biết. Cái tổ của tôi còn nhiều người mà phải tan thương lắm. Ai? Đấy. Ai tan thương hơn chờ, bà Thủy? Chờ chút xíu tôi dở sổ tôi coi nè. Rồi dở sổ nữa. Dở sổ tôi coi nè. Đây nè. Đây nè. Còn đây đi biết bao nhiêu thành phần. Đây nè. Tí nè. Tí. Thằng Tí này tôi nói thiệt nha, 17 tuổi mà tôi chưa thấy đứa nào mà nó có hiếu như thằng này. Tôi dám nói với ông, thằng này nó có hiếu nhất Thái Dương Hệ luôn đó. À. Nó thương cha nó lắm, cha đã làm cực khổ chạy đêm chạy ngày. Bữa đó ông bệnh, lao lực, chủ đuổi nó phóng vô, nó dành cái chỗ của cha nó làm để nó thế cha nó nuôi cả gia đình. Thằng có hiếu dữ lắm. Mà bây giờ nó bị một cái chuyện là nó nằm bán thân bất tội, nó nằm một chỗ nó phải cần cái ghế này nè. Tội quá mà sao hả? Nó bậy thì nó thì nó chạy... mà sao nó bậy thì nó chạy xe. À đúng rồi, thằng mà, ông nói là bị bại liệt đó. Rồi thằng đó nó tôi biết nó mà. À vậy hả? Nó làm lụng giỏi lắm, nó tiếp theo cái nghề của cha nó mà. Bà nói đúng à, ừ. Nó cái nghề gì vậy bà? Chở thuốc lá lậu. Bà nội cha nó chở mà Honda nghe, mà nó xây cái nòng to hơn cái nòng Đại Bác vậy đó. Nó chạy nó phóng 180-190 cây số giờ không. Một xe của nó nghe, nó chở bằng xe Honda mà một xe của nó chở xuống chuyển lên một container vừa kính luôn. Trời đất ơi. Bảo dữ vậy hả? Bữa đó nó ban vô tôi nè chứ đâu. Bà cũng bà. Bà đi trên lệ bà không đi, tại sao bà ban xuống, bà thấy nhỏ bà còn ban xuống hả? Tôi ban xuống hồi nào? Bà ban xuống mới tải ra tai nạn. Đừng có nói tầm bậy ngang. Tôi đi mua chai nước tương, tôi đang xách tôi đi giống vậy. Cái đường có 2 thước, nó chở cái bề ngang 3 thước mà nó phóng như ngựa vậy đó. Nó phóng xong rồi cái hàng của nó mới móc vô cái tay của tôi, mới hất cái chai nước tương ra, rồi nó cán lên chai nước tương, nó mới té, nó gãy xương chứ. Nhưng mà cháu kêu ông cậu ruột đó. Cái gì? Cháu nữa hả? Sao ông nhiều cháu quá vậy? Hả? Đâu? Móc toàn người nhà đó không à? Trời ơi, thì tôi giúp trong nhà trước mà ra ngoài chứ. Nó mới giúp được. Trời, có đồ cho mà cũng khó khăn quá. Thấy thôi, chưa? Tạm ngưng cái vụ này đi. Dạ. Rồi. Hương. Dạ. Ra ngoài coi còn cái gì đem vô hết đây. Đất. Lấy nữa thôi sếp. Ừ, lấy hết. Nhưng mà nhớ một cái gối đặc biệt có cái chữ phụ nữ đem vô đây. Dạ. Nghe chưa? Dạ. Lẹ lên. Bà làm bây giờ không có ăn nhận được thì cũng ăn ít ít thôi chứ làm từ thiện mà ăn cò quá trời hả? Trời đất ơi, bà nín chưa? Nín chưa? Có khóc đâu mà nín, nói mà nín gì? Trời đất ơi, tôi chưa thấy con mẹ nào như con mẹ này, chắc bữa nào tôi đốt ghe bà quá. Trời ơi. Ok, đây. Có này kìa. Có quà rồi sếp. Ừ. Cái đó là gì vậy? Gì vậy? Quần áo. Thôi quần áo thôi khỏi coi sổ. Thôi muốn lấy, lấy. Đây là cái món quà rất là thực tế, bà có thể dùng liền. Mời bà vô trong thay. Thôi cảm ơn, để mai mốt tôi thay cũng được. Làm từ thiện là tôi phải cần chụp hình đưa lên báo chí, hiểu chưa? Người ta kêu thay thì cứ thay đi, người ta làm từ thiện mục đích không phải là cho quà, mục đích là người ta chụp hình, người ta đưa lên mạng, người ta đánh bóng bù lia cái tên tuổi người ta, hiểu không? Tôi lại bà giờ vô, phải đi thay hả? Thay liền ra đây. Cổ dữ vậy? Ghê luôn, còn người khác nữa chứ bộ mình bà hả? Mệt hết sức luôn à. Giờ cái ghế này thấy mê quá trời quá đất luôn, thiệt. Dồn cái ghế này tôi thiệt. Ngồi lên chút xíu mà thiệt mê, nó còn hơn mê vợ nữa trời. Đừng nói ông lên thử nó nha. Thử chút xíu nữa coi, trong thời gian chờ đợi bác thay đồ. Mày bấm cái cho tao phê cái coi mày. Nữa hả? Bấm cái coi. Trời đất cơm nghe nó êm quá trời luôn. Bấm rồi. Rồi xong rồi đó. À, nó lên cổ đó, xuống sườn sống, xuống sườn cùng quá, đi qua ngã ba rồi xuống hai chân. Cái gì mắc nết ông nội? Da mắc nết không à? Ông nín đi. Bước xuống. Bước xuống. Nghe không? Có lâu tài không? Cái xương đen một cái ghế này, nghe chưa? Ông là cái thứ vô liêm sỉ. Đó coi, chữ nặng quá vậy. Nặng sao không nặng?
Nè ông nín nha. Nín gì? Từ từ tôi bước xuống. Nhưng mà khi tôi ngồi trên cái ghế này tôi mới có cảm giác nè. Cảm giác gì? Ngồi rồi. Bây giờ tôi mới nhìn thấy có những cái ghế mà khi người ta ngồi lên cái ghế này rồi, dù chửi mắng miệt thị như thế nào họ cũng không bao giờ tuột xuống. Với một điều kiện. Điều kiện gì? Khi mình tuột xuống phải có con cháu mình ngồi thế. Không có con cháu gì hết trơn đó. Tôi mời em xuống. Thì xuống từ từ làm dữ hả? Lẽ lên với từ thiện mà làm dữ là trời. Trời đất ơi. Mai tôi ra chợ tôi mua 4-5 cái vậy thôi. Đó. Ồ. Oh, hot girl. Hot girl. Hot không gỡ sếp. Cái này là woman in dress nè. Woman in dress. Trời ơi. Dòm xa xa tưởng Hồ Ngọc Hà chứ. Nhìn tóc lên đi. Bà đó hả bà Thủy? Trời đất ơi. Sao sao? Bà Thủy, vén tóc lên coi. Sao vậy? Bà mặc bộ đồ này tôi dòm tôi thấy bà trước sau như một á. Mặc cái bộ này rồi vô xong vừa bước qua mương. Sao? Ca sặc nó chết. Sao bà già mà da bà còn trắng đẹp vậy bà? Cái gì? Sao bà già mà da bà còn trắng đẹp vậy bà? Da ta trắng là tại người ta có tiền, người ta đi tắm bùn. Còn tao ngày nào tao cũng tắm sình á, nên nó trắng. Thôi thôi đừng có nói nhiều bộ đồ. Mà đi tặng cái bộ đồ gì mà bất nhân vậy? À, bộ đồ này ở đâu rồi ông nội? Đi tặng cái bộ đồ gì đâu mà gió xong nó lồng lồng luôn. Tên nó bào ngư di ca. Nó lạnh tai hết trơn rồi. Còn ngư di ca ở đâu? Thì người ta nói vậy mà không tìm hiểu không chứ. Thôi được rồi. Dạ. Nè, bộ đồ này ở đâu mà mày có mày đưa không? Nè bà Thủy mới nói tôi mới nhớ. Bộ đồ này đâu cho quen quen vậy? Dạ bộ đồ của cô hai. Trời ơi. Dạ. Sao mày lấy đồ con gái tao mày đưa cho? Tại cô hai lúc trước á mặc bộ đồ này đi đua xe mô tô á sếp, mà bị tai nạn chết người nên mới cho đi từ thiện á cho xả xuôi nên mới cho bả đó. Trời ơi mày hết chuyện rồi. Trời mày lấy đồ của mày con gái tao mày bị từng mày làm mất mặt tao quá. Thôi đi ra ngoài, đi ngoài lấy đồ ra đây chụp hình để đi về. Ô con, dạ, dạ. Con, con dạ, dạ. Chụp hình nữa hả? Chụp hình nữa bà. Chụp hình. Cái chụp hình nữa bà. Nhanh nhanh đi chứ đây lạnh quá rồi. Bình tĩnh đi. Ráng đi, ráng đi. Bà lạnh không? Mà gió nó vô. Gió hả? Tôi kéo xuống. Thì đứng che cho bà đi. Gió kéo xuống nè. Kéo ở xuống nó ra tuột ở trên. Cầm giùm đầu hết. Rồi. Đây là công ty của ông đó hả? À. Công ty cực lạc. Mấy cái máy chụp hình đây đây chụp. Đấy, chờ xíu chụp hình. Chậm nha, đứng im nha. Ê khoan, khoan, chậm, để chậm. Cho tao. Ờ, vậy đi. Chậm nha, đẹp rồi đó, đó à. Bắn tim, bắn ông tim. Ông chỗ, ông chỗ, ông chỗ, ông chỗ ở đây. Rồi, ok, đẹp rồi đó. Rồi, xong. Bao nhiêu vậy? À, cho được 200 triệu. Ờ, à, le lưỡi muốn chết mẹ luôn. Đây, đây, cầm đây đi. Cho hiện, nhanh đi sếp. Đây là tượng trưng thôi. Ủa, để... quan trọng là hiện kim. Hiện kim, hiện kim. À. Cái này mới quan trọng. Cảm ơn cho bà. Đây là tôi tặng riêng cho bà. Cảm ơn. Nha. Thôi được rồi. Xong chưa? Đi lẹ đi sếp. Sao? Đi đâu? Đi, đi, đi vô. Đi qua. À, dạ. Cảm ơn nhiều. À, chào bà nha. À, gì vậy? Sao ông giật vậy? Giật cái gì? 200 triệu mà mỏng lét trong cái bao thư thì tôi nghĩ không phải là tiền mặt mà nó là cái gì? Xét. Hiểu không? Ngân phiếu. Thì đưa tôi đi lãnh. Bà lý do gì bà lãnh được? Nhà cửa bà trâu xong. Giấy tờ tùy thân của bà Hà Bá giữ hết trơn trọi rồi. Bà lấy tiền ở đâu? Ủa bà lấy điều kiện nào mà vô ngân hàng mà lãnh cái này? Chỉ có tôi nè, tôi mới còn căn cước còn này kia tôi vô tôi lãnh thế cho bà. Hiểu chưa? Ờ. Để coi trong đây coi đó. Ủa gì kỹ trời? Tôi có tờ gì trong đây có 10 đô. Tôi có cái bao thơ gì kỳ vậy trời? Hà Bá rước hai con cô hồn này trời đất ơi. Nó từ thiện cái kiểu gì vậy trời? Thôi 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 thôi, của đổ hốt thôi bà lấy 5 đô đi. Tôi lấy 5 đô, tôi còn 5 đô, vậy đi. Sao có 10 đô mà ông cũng chia? Trời đất ơi, không có tôi rồi bà có hốt được bộ đồ này không? Hả? Hốt cái bộ đồ này rồi 5 đô đủ tiền mua dầu cạo gió không? Có còn hơn không? Có bây giờ đừng có nói nhiều, ngày mai 4 giờ sáng thức dậy, chèo ra bên
bên Cồn đó, thấy không? Ở bên đó có hai đoàn từ thiện đó, tôi sắp xếp rồi vài bữa thời phó biểu lịch sao tôi báo nữa cho, thấy không? Đi 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 đi, đừng có nói nhiều, đi đi. Thôi tôi đi. Nhớ ông nhớ canh cái đầu đó giùm tôi nha. Bây giờ xuống ghe mang về xuống ghe được không? Không phải, tôi vô tôi thay đồ chứ trâu nó rượt rồi chết mẹ luôn á. Trời đất ơi, mặc cái bộ đồ thiệt tình. Trời ơi, từ từ, bà coi chừng mấy con gà lâu nó dí bà đâu đá đó. Trời ơi, cái ghế này đã quá rồi. Đi về, tao hốt cái ghế này đem về nhà. Ghim dạ. Tiện vô. Rồi lấy ghế về. Dạ, lấy ghế về sếp. Ông ngồi bà gì? Đi xuống. Đi xuống. Cho từ thiện rồi bà làm gì xuống? Cho ai thì cho, mà không ông cho, không có cho ông. Ghế này ông từ thiện rồi mà. Đi xuống đây thấy về ghế còn ngon mà. Bây giờ tôi nói ghế còn tốt. Đem gì? Dạ. Hàng mà từ từ, bà từ thiện mà trời đất ơi. Không phải ông đâu mẹ. Trời đất ơi. Sạc lỡ nữa rồi. Sạc lỡ nữa rồi. Có sao sếp? Cái gì? Bơ người ta nó sạc lỡ. Bơ người ta sạc lỡ. Giờ mặt thấy gớm. Anh đi đâu vậy? Đi đâu kệ tôi. Nhìn cái gì? Tôi nói là một lần chót, tôi không thể nào sống với cô được nữa. Anh mới nói cái gì? Tại sao anh không thể nào sống với em được nữa? Bao nhiêu năm nay tôi sống với một người vợ đàn bà mà không phải là đàn bà. Anh nói cái gì kỳ cục vậy? Tại sao bao nhiêu năm nay anh sống với em mà anh nói em là đàn bà không phải đàn bà vậy? Chứ từ mày mười mấy năm nay anh xài hàng gì? Tôi không biết hàng gì. Tôi biết không phải là đàn bà. Tại sao không phải là đàn bà? Đàn bà đó mà người y như con mắm. Tại anh có ác cảm với vợ anh nên anh mới nói vợ anh như con mắm, chứ nhìn em cũng được như con khô chứ. Người ta nói á, nam tu nữ nhủ, có nghĩa là đàn ông thì phải có râu, đàn bà thì phải có. Biết rồi, em thấy anh đưa tay là em biết anh muốn nói có cái gì rồi. Em cũng có vậy, nhưng mà ông trời ông bắt công, ông cho em ít hơn mấy con khác thôi. Chanh không ra chanh, bưởi không ra bưởi, dạt đằng trước đằng sau không rớt miếng nào. Tại anh là chồng mà anh không thương vợ cho nên anh không có nhiệt tình. Nhiệt tình cái gì? Bây giờ anh thử dạt nhiệt tình coi. Bây giờ này em liều mạng đứng cho anh dạt luôn á. Anh ráng dạt nhiệt tình chút xíu đi, nó cũng rớt được hai con ốc chứ. Nói cái gì cô cũng cãi lại được hết trơn á. Cãi gì? Lành quá. Mà tôi nói cho cô biết, đó chỉ là cái lý do phụ thôi. Cái lý do chính á, tôi không thể nào ở với cô được. Tại vì cô quá xấu. Tại sao khi ngài yêu em, lúc nào anh cũng khen em ơi em đẹp quá, giờ anh chê em xấu là sao? Trước khác bây giờ nhưng khác. Mà xấu đâu phải là cái tội đâu. Xấu không phải là cái tội, nhưng là nghèo mới là cái tội. Không, cái đó nghèo là mấy ông thầy bói ông nói là tại số, chứ không phải cái tội. Cô không tội cho cô không phải tội cho tôi chứ. Cô nhìn nè, tướng tá cao lớn như vậy nè, đẹp trai phong lưu phóng đãng như vậy nè, phải ở một con vợ ốm nhom ốm nhách ở căn nhà mà chật chội như vậy, rồi 5 năm nữa như vậy, 10 năm nữa như vậy, 15 năm nữa cũng như vậy, rồi 20 năm nữa cũng... Anh ngừng cái liên khúc như vậy lại đi. Bây giờ này em biết là bây giờ em không thể nào khuyên anh được nữa, em không thể nào làm cái gì được nữa hết. Bây giờ chỉ có một điều em xin anh, còn con cái của mình nữa. Con á, cô để dành nuôi tôi không có dành đâu, nghe chưa? Và anh tôi nói cho cô biết, tôi cũng không giấu gì cô, bây giờ tôi đã có người yêu rồi, trẻ đẹp, 19 tuổi, tên là Lisa. Em biết, giờ này anh thích hàng ngoại hơn hàng nội địa. Nhưng mà em lại anh. Gì? Anh ơi, vì con cái của mình, em mong rằng khi nào anh mỏi gối chồn chân, anh trở về đây với mẹ con em. Mẹ con em lúc nào cũng dang rộng vòng tay để chờ đón anh. Vòng tay để cho thằng nào đi, thằng này không dám đâu. Tôi nói cho cô biết, cho dù mai này tôi có trở thành ăn mày, tôi không lê cái thân tàn ma dại về đây đâu.
Cô biết tại sao không? Tại vì cái nhà này là cái ổ ăn mày. Cô nghe chưa? Ổ ăn mày. Gia đình này là ổ ăn mày. Thôi được rồi. Cái áo này nó xúc chỉ em mới giá xong đó. Anh cầm theo để mặc đi anh. Cái áo này hả? Cô giữ để lau nhà đi. Anh ơi, có thể nào anh suy nghĩ lại không anh? Không bao giờ. Anh quyết định như vậy sao anh? Quyết định như vậy? Tiễn dòng. Năn nỉ hoài. Vậy mà nó nói hiền đó. Vĩnh biệt người vợ khó mực. Hello, Lisa hả? Anh nè, Harry Potter đây. Xong xuôi rồi, tiễn cái dòng đó rồi. Kể từ ngày hôm nay hai đứa mình có thể tự do và không bị ai ngăn cấm nha. Nhớ chứ. Ừ. Tặng em cái nhẫn baccarat chứ gì. Chuyện nhỏ. Anh sẽ tặng em nhiều vật quý hơn nữa. Má anh có để lại cho anh một cái hộp nghe không? Anh không biết là hộp gì mà mỗi lần anh mở ra anh nhìn hết hồn phải đóng lại đó. Ờ em, nó không phải màu trắng tím bình thường đâu, mà nó nổi gân xanh em ơi. Anh nghĩ cẩm thạch đó. Tặng em hết luôn. Cho em hết luôn nha. Ừ, bây giờ em đang ở đâu vậy? Hả? Đang tắm ở Niagara Falls hả? À, anh tới liền. À, chào chút nha. Ừ, bye em. Ú, trời ơi, nói chuyện đầu nhí khác với vợ già. La 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 li 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 li. Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ vai, chị hai cứ ngóng trong hoài bóng con đò xưa. Biết người xưa kia giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm ngày. Tóc chị giờ thành hai lai. Dòng sông bến nước con đò đã phai còn nhau, lều tranh vách lá dây trầu quấn quanh hàng cao. Trăng vàng trăm năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình. Em ai hát mà nghe giọng quen dữ vậy ta? Dạ, xin lỗi, chào bác muốn tìm ai vậy bác? Lo, em không nhìn ra chồng em đây hay sao? Ai vậy? Tài đây. Xin lỗi, nói bác đừng giận, nhìn bác là xỉu chứ tài gì. Em nhìn kỹ là có em. Anh thêm à. Em nhận rồi phải không? Đúng rồi. Nguyên cái bánh bèo có ba ăn tôm khô bị cháy. Anh. Em về đây làm chi vậy? Bữa nay anh về đây là trước thăm em với con. Sau đó thì anh muốn nói một câu xin lỗi vì cái chuyện năm xưa anh đối xử không đúng đối với em. Muộn rồi anh. Tại sao muộn? Anh còn nhận ra chiếc áo này không? Ngày anh đi tôi đã giá cho anh đó. Anh biết tôi giữ nó bao lâu không? Năm mấy rồi? Dĩ vãng rồi. Nghĩ sao đi cho đã, giờ về đây xin lỗi, trời còn khuya à. Thôi mà em, dù gì em cũng phải cho anh một cái cơ hội chứ. Hết rồi anh. Ngày xưa tôi lấy anh,
Tôi tưởng anh là một người đàn ông sống có tình có nghĩa. Tôi nghĩ anh là một người sẽ thương vợ thương con nhiều lắm. Trong khi đó anh là một người đàn ông sống với vợ mà chỉ nghĩ tới cặp nhũ là sao? Nói với anh nó quan trọng dữ vậy hả? Xin lỗi anh nha. Nếu muốn có mấy cái đó dễ dàng cho anh 4.000 đồng bạc tôi quánh cái tới mặt luôn á. Mà đây không có muốn làm, bị vợ anh là một đứa biết lượng sức mình. Tôi như vậy rồi tôi quất cái tới mặt rồi tôi đi làm sao? Đi ra đường anh lúc nào anh cũng phải cho vợ anh nhìn lên với đời cho cuộc đời nó khá chứ. Anh nghĩ sao mà cứ đi ra đường nó cắm đầu đi vậy? Cái chuyện té em. Thôi mà tại hồi xưa anh nghe lời mấy bạn nhậu nó suối bậy anh về anh mới nói vậy chứ thật sự. Muộn rồi anh. Ngài bước chân ra đi. Anh có biết mẹ con tôi khổ sở đến cỡ nào không? Anh ra đi, trong gia đình chỉ còn có 200 đồng bạc. Anh đưa tôi qua tới bên này với 200 đồng bạc đó với ba đứa con tôi phải sống như thế nào đây? Tôi cầm 200 đồng tôi khóc và tôi đi ra ngoài đường. Tôi đi như một con điên. Cuối cùng tôi lọt mẹ vô casino. Đồ trọng làm gì? Ai biết, tự nhiên nó đưa đẩy vô, ai biết vô làm gì. Tôi quyết định rồi, tôi thấy người ta cờ bạc nhiều quá. Tôi quyết định tôi cầm 200 tôi bước ra giang hồ. Mà từ xưa tới giờ tôi có biết con bài là cái gì đâu anh. Tôi đâu có biết bánh quánh cái gì. Cái tôi thấy cái chị Việt Nam chỉ ngồi. Tôi chạy tới tôi hỏi: Chị làm ơn chị chỉ em cái môn bài nào mà quánh mà cho mau thấy á. Ông hỏi mau thấy là sao? Em nói mau ăn mau thua, quất cái là ăn liền mà thua liền vậy đó. Cái nó có vốn nhiều đó em, có 200. Bà cười à, bà nó thấy gốm quá à. Có 200 quyết định đi quánh bài. Tôi nói kệ nó. Cái bà nói muốn mau ăn phải không? Chị chỉ cho ông môn, hỏi cái gì nó roulette. Rồi sao? Tôi tới tôi nhìn một cái mâm tôi thiệt á. Cái mâm lớn vậy nè, trong đó có 38 con số. Tôi nhìn vô tôi đâu biết con quánh con số nào. Tôi nghĩ còn 200 đồng này nè, kệ nó cũng cứu con mình qua cơn đói. Nhưng mà tôi giận ông quá, tôi không biết làm gì. Mà tôi không biết chọn lựa cái số nào nữa. Cuối cùng tôi nghĩ cuộc đời tôi bây giờ là nát tiên rồi, tôi quánh mẹ con số 0. Rồi sao? Thiệt ông bà đãi nghe ông, trời ơi, thằng điêu lơ nó quay o o cái bánh nó chạy vòng rất cái canh ngay màu xanh số 0 trúng 7.000. Trời ơi may mắn quá. Rồi từ 7.000 đó tôi mới lấy tiền đó tôi đi học neo. Tôi học neo xong xuôi rồi 6 tháng sau tôi còn dư được 4.000. Đi học neo có 3.000, 6 tháng sau tôi mướn một cái bàn có 4.000 đồng vào. Tôi vũa neo, tôi vũa 5.5, bây giờ tôi 2 tiệm, mỗi tiệm 8 bàn. Làm chủ luôn rồi. Nghĩ sao giờ này đi về đòi làm chi hả? Về đây làm gì? Thì anh nói rồi, dầu gì cũng tình xưa nghĩa cũ. Em nghĩ lại mà cho anh một cơ hội chứ. Cơ hội em cho thằng khác rồi, xin lỗi anh nha. Ai vậy? Anh không cần biết người đó là ai. Người ta quý tôi hơn nhiều kìa. Ngày xưa anh chê tôi là con mắm, trong khi đó người ta cưng tôi hú hồn. Anh đâu có nhìn thấy cái tiềm ẩn trong con vợ anh đâu. Anh lo nhìn bề ngoài không à. Trong khi đó người đó nhìn vô được cái tiềm ẩn của tôi. Người ta ôm cái eo tôi, người ta nói trời ơi em ơi, anh mà lấy em anh lời được 10.000. Tôi nói trời ơi, tự nhiên lấy em có đồng bạc nào đó, anh lời được 10.000. Nó nổ cái eo em không hút mở hết 10.000. Đó bây giờ ông suy nghĩ coi, ông suy nghĩ cho kỹ coi. Làm cặp nhũ có 4.000 mà hút cái eo hết 10.000. Mày nằm không mày lời 6.000 mà mày không chịu. Nghĩ sao hả? Thôi mà. Hả? Còn chưa thấy đâu. Nó quý tôi còn hơn là cái gì nữa. Ông biết nó tâm sự với tôi. Nói chứ, em ơi đứng cạnh em á hả? Anh được như dựa vô tùng vô bách. Tôi nói tầm bậy. Đàn ông dựa vô vợ không có nói như tùng vô bách. Vợ dựa vô chồng mới gọi là dựa vô tùng vô bách. Cái ấn nó không không. Dân chơi mà nó thấy em nó chạy 8 cây số nó không dám quay đầu lại. Nó không, trời ơi, từ xưa giờ em hiền, em không biết cắt cổ con gà mà anh nói gì dân chơi sợ em. À đúng rồi. Biết nó nói sao không không đâu, nó mà đụng tới em nó hai cái hàng xương sườn em, nó tưởng em dắt dao găm nó chạy thấy bà nội. Bây giờ ông đi không? Bây giờ ông đi không chứ tôi nổi điên tôi gồng lên một cái là xương sườn tôi nó bay ra là nó chỉ giết ông chết à. Đi đi. Thôi mà, từ từ. Được rồi, anh sẽ đi. Nhưng mà trước khi đi á, anh muốn nhắc cho em nghe một chuyện thôi. Chuyện gì? Em nhớ hồi lúc mà hai vợ chồng còn sống hạnh phúc á, mình có nghe cái bài Ru Lại Câu Hò đó. Rồi em nói sau này hoàn cảnh mình nó có tương tự gì thì em cũng sẽ đối xử với anh vậy đó. Để anh nhắc cho em nhớ nha. Quên rồi. Không, anh hát cho em nè, anh hát cho em nhớ nè. Nè, nghe nha.
một hôm bão tố mưa dầm ướt con đò dừa, lòng nghe buốt giá con đò bỗng quay về đây. Thấy người xưa kia gặp không may, đau lòng chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Em nhớ không? Đó là ca sĩ nó hát, còn tôi ca lẻ, tôi hát khác. Hát sao? Nghĩ sao đi cho đã đời thì ru lại câu hò còn khuya. Trời đó, bây giờ tôi ca lẻ tôi hát như vậy nè. Hát sao? Coi thử nghe có được không? Thấy người xưa kia gặp không may, vui mừng chị hai cười tét rung, vui quá nên đành lấy chồng vào sáng sướng hơn. Đi đi, tôi không có chứa anh trong cái nhà này nữa, anh đi đi. Ghét. Em kêu anh hả? Anh mới nghe nó ta nè. Cái ta tao lấy đại liên tao nã mày ta ra cho mày đi cho lẹ đó, đi đi. Bực bội à. Rõ ràng hổ là anh nghe ta rồi ha. Không, mệt quá, tôi kêu đại, tôi kêu Phong Long vậy á, không được hả? Đi đi. Bực bội à, nhìn cái hết muốn ăn cơm. Thấy người xưa kia gặp không may, đau lòng chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Vậy là sao? Là giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Vậy làm sao? Bà mẹ nó ngu thế ớn à. Cái này mới học mẫu giáo là cô giáo nó chết rồi. Nghĩ sao nãy giờ mình năn nỉ tha, tới hồi tôi tha rồi không nhớ không biết là sao. Vậy là tha rồi đó ông nội. Vậy là tha đó hả? Trời ơi xong rồi. Trời ơi cảm ơn em. Thôi đừng có ôm. Thôi ghét. Tôi nói thiệt với anh nghe, hồi nãy giờ tôi giỡn chơi với anh thôi. Khi anh đi rồi tôi biết thế nào anh cũng có một ngày cái ngày tàn anh sẽ trở về mà. Biết mà. Bực bội à. Mai mốt anh chỉ con ly xà đó cho tôi nha. Thôi mà chỉ chi nữa, chuyện cũ mà em nhắc hoài. Chuyện cũ cái gì? Tôi không có phải khi tôi ghen đâu ông. Khi tôi đã chấp nhận cho ông đi là tôi không ghen. Nhưng mà tôi sẽ dạy nó. Dạy gì? Đàn bà con gái xài thấy ơ hào thấy ớn không? Hồi xưa nó bảnh tỏn rồi đi về thấy gớm không nha. Đó. Thôi mà ông bỏ. Mới bước vô tôi tưởng là ông mặc đồ vừa xa xì. Cuối cùng là design vậy đấy hả? Hồi đó cái áo giá không miếng ở trên cái vai đó thôi tám thẹt đâu để lại, bây giờ mặc đồ thì gốm không. Thôi mà bỏ qua đi, anh hứa anh sẽ kể từ hôm nay anh lo cho mẹ con em cho tới hết cuộc đời của anh còn. Thôi lại được rồi nha. Em nói cho anh nghe nè. À. Em đâu muốn cái cảnh gia đình mình tan nát vậy đâu. À. Nhưng mà em muốn nói cho anh biết rằng á, mình sống trên đời không phải vì tiền bạc, anh hiểu không? À. Anh về đây với mẹ con em là được rồi, em không muốn con em nó ra đường nó không có cha. À, anh hiểu. Ở ngoài bao nhiêu lâu quần áo gì rồi ăn uống lấy gì ăn trời. Trời ơi tiền đâu mà ăn em ơi, khổ lắm. Bởi vậy không ăn lấy sức đâu chơi. Nè, never mind, never mind, never mind. Không, cái câu nói đó là nó phát xuất từ cửa miệng của một người đàn bà mà lâu quá không có gần chồng. Anh biết. Yeah, never mind. Anh biết rồi. Thôi, take a shower. Chị đi vậy? Đi tắm. Chị vậy? Đầu này tàu hủ không nè.
nghĩ sao trời ơi sao ông khờ quá vậy ông ơi, trời ơi lâu ngày ông mới về đây, con vợ nó gặp ông nó biểu đi tắm để làm gì? Làm gì tắm chi? Do it. Do it. Yeah. Together. Yeah, yeah.